Kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 10 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giám đốc Công an Sóc Trăng nói về vụ hai thiếu niên bị công an đánh. Công an xác định hot girl Tina Dương có dấu hiệu lừa đảo. Thành phố Hồ Chí Minh đưa giải pháp giải quyết tình trạng cán bộ nghỉ việc. Bộ Xây dựng nói gì về sở hữu nhà chung cư? Sau đây là những thông tin chi tiết của chương trình. Vừa qua, tại buổi họp báo, Đại tá Lâm Thành Son, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng bày tỏ vụ việc vừa xảy ra là sự việc đáng tiếc, không ai muốn. Trong lúc nóng giận, các cán bộ chiến sĩ đã vi phạm quy định, làm ảnh hưởng uy tín đến ngành công an. Tuy nhiên, thực hiện nghiêm quy định có sai phải xử lý, Công an tỉnh Sóc Trăng đã căn cứ theo thông tư số 99 về xử lý vi phạm ứng xử đối với công an nhân dân và theo tình tiết tăng nặng giảm nhẹ mà áp dụng thi hành kỷ luật các cán bộ chiến sĩ. Theo Đại tá Son, trong trường hợp này, thành viên tổ công tác đã vi phạm quy tắc ứng xử nhưng ở mức độ nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân và truyền thông. Từ đó, Ban Giám đốc quyết định thi hành kỷ luật mức cao nhất đối với 3 người có hành vi đánh em đờ. Đó là tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Đại úy Châu Minh Trung, Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong. Còn đối với người đi chung là Đại úy Trần Minh Đời, dù không có hành động gì nhưng không can ngăn đồng đội giữ bình tĩnh, để xảy ra sự việc cũng phải chịu trách nhiệm. Riêng Đại úy Hứa Trường An, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Tổ trưởng Tổ tuần tra, là người điều khiển xe tải đi phía sau, cũng bị kỷ luật cách chức vì là cán bộ lãnh đạo nhưng không quán xuyến được cấp dưới. Mới đây, nguồn tin của PLO cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận sau thời gian thụ lý điều tra các tố cáo Ninh Thị Vân Anh, tức Hot Girl Bắc Giang, Tina Dương, công an xác định cô gái này có dấu hiệu lừa đảo nhiều người. Bước đầu, Ninh Thị Vân Anh đã thừa nhận lừa đảo bán chiếc xe VinFast lấy 390 triệu đồng và lừa một người ở thành phố Hồ Chí Minh 1,5 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã chủ trì buổi giám sát tình hình thực hiện nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để khắc phục tình trạng trên, trong đó có các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, giải pháp về cơ hội thăng tiến, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý. Thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường được chuyển thành công chức cấp huyện theo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của công chức hành chính. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Kính thưa quý vị, hôm qua Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự thảo luật nhà ở sửa đổi tại miền Nam. Một trong những nội dung nóng tại hội thảo là vấn đề quy định sở hữu chung cư có thời hạn. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đều mong muốn Bộ Xây dựng không đưa nội dung này vào luật nhà ở sắp tới. Trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng nêu ra hai phương án về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Theo đó, phương án 1 là bổ sung quy định mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư, được căn cứ vào thời hạn sử dụng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đi liền với quy định thời hạn là các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà chung cư, xử lý khi nhà chung cư còn thời hạn sở hữu, xử lý nhà chung cư khi hết thời hạn sở hữu. Phương án 2 là không quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư mà giữ nguyên như quy định hiện hành. Người mua nhà chung cư được sở hữu nhà ở gần với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài. Trong chuyên mục nhận định hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của đại diện các cơ quan liên quan và các chuyên gia về vấn đề này. Liên quan đến cái vấn đề sở hữu chung cư, báo cáo hội nghị trên đây trao đổi hiện nay chưa phải là quyết định. Thế nhưng mà trên thực tế thì Bộ Xây dựng như ý kiến phát biểu ban đầu của đồng chí Bộ trưởng, thì trên thực tế chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn với việc đào tạo chung cư hiện nay. Mặc dù chưa đến nhiều chung cư chưa đến 50 năm. Với ở cái mức độ giới hạn 30 năm, 40 năm thì đã xuống cấp. Mà hầu hết các chung cư của chúng ta cũng chỉ ở khoảng độ 8 đến 10 tầng là thấp.
mà nhưng mà xuống cấp thì rất là nguy hiểm. Thế nên là cái vấn đề cải tạo chung cư cũ thì đang được đặt ra nhưng cũng còn nhiều khó khăn. Thì đấy là vấn đề thực tế hiện nay. Vấn đề thứ hai nữa thì trên kinh nghiệm quốc tế thì hầu hết các nước cũng đã đưa ra các loại hình này, đưa ra loại hình cái thời hạn chung cư. Nhất là thôi thì đúng là cái này thì đưa ra thì cũng sẽ tác động đến các cái doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn nhận thêm cái góc độ là cái liên quan đến cái bảo vệ cái của người dân, tức là cái an toàn của người dân, nhất là hiện nay các chung cư cũ. Mà các chung cư của chúng ta ở nay chúng ta đều biết là đều xu hướng là 30, 40 tầng, 50 tầng. Thế mà các công trình thì chung cư cũng là một dạng công trình, mà công trình thường là có cái tuổi thọ công trình, thời hạn sử dụng công trình theo luật xây dựng chúng ta biết rồi. Thế và chúng ta cũng có các cái mức độ cấp công trình cấp 1, cấp 2, cấp 3 và thời hạn sử dụng là 50 năm, rồi từ 50 năm đến 100 năm. Thì chúng ta không nói khẳng định nó là 50 năm hay là bao nhiêu, nó phụ thuộc vào cái thiết kế. Do đó lần này thì Bộ Xây dựng cũng đang tiếp cận theo cái hướng đó để chúng ta đưa vào trong dự thảo luật này một cái loại hình nữa, đó là cái thời hạn sử dụng chung cư theo cái tuổi thọ công trình. Và đây cũng là cái nội dung mà chúng ta cũng tiếp tục, tôi muốn là trao đổi nhiều hơn nữa, lắng nghe nhiều hơn nữa từ các doanh nghiệp thì như vậy, từ các nhà quản lý thì đứng ở góc độ quản lý thì chúng ta thấy cái trách nhiệm nhất là đối với chung cư cũ xuống cấp thì trách nhiệm cũng rất nặng nề. Bộ Xây dựng sẽ rất thận trọng việc này, rất thận trọng. Nó có nhiều yếu tố tác động, nhưng quay lại là như tôi nói là chúng ta đảm bảo quy định thế nào, thiết kế thế nào sắp tới thì cũng phải đảm bảo các nguyên tắc, các mục tiêu như tôi vừa trình bày, đảm bảo hiến pháp, tuân thủ hiến pháp, thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật chúng ta, đảm bảo cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đảm bảo thể chế cho được cái chủ trương nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Báo cáo với các quý vị đại biểu với cái hội nghị là như vậy. Và cái nội dung quy định về thời hạn sở hữu chung cư như thế nào thì sẽ xin phép hội nghị chúng ta là chúng ta sẽ quay lại để là chúng ta xác định đây là mục tiêu chúng ta quy định cái này là cái gì để giải quyết cái gì hết. Thì từ cái và chúng ta giải quyết cái vướng mắc gì hiện nay để mình dẫn đến và quy định các nội dung này, thì chúng ta quay lại để mà chúng ta bàn thảo, trao đổi rồi để xem xét thận trọng việc này. Như là ý kiến của là luật sư Dương Trọng Nghĩa đó. Bây giờ chúng ta sẽ đảm bảo là bây giờ chung cư là bây giờ cái quyền sở hữu hay quyền sử dụng chúng ta phải nghiên cứu tách bạch hay kết hợp cái quyền này thế nào, hay là chúng ta tiếp tục nghiên cứu xem là cái thời hạn sở hữu hay là thời hạn sử dụng. Cũng có thể đặt vấn đề ra chúng ta tiếp tục trao đổi, tiếp tục nghiên cứu chuyện này. Thì xin phép là hội nghị là cái nội dung này chúng tôi sẽ ghi nhận tất cả và sẽ trao đổi nghiên cứu thật kỹ, thận trọng chuyện này. Thưa quý vị, bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chia sẻ rằng việc đưa ra thời hạn sở hữu chung cư vì hiện nay nhà nước đang gặp khó khăn trong việc cải tạo, xây mới các chung cư cũ đã xuống cấp. Nhiều chung cư mới từ 30 cho đến 40 năm đã xuống cấp và đa số là các chung cư từ 8 đến 10 tầng nên rất nguy hiểm. Trong khi đó, xu hướng hiện nay các chung cư sẽ xây cao từ 30, 40 cho đến 50 tầng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục nhận định hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục ý kiến bạn đọc. Tốc độ tăng lên cấp bậc anh chúng như tiên. Bực đến không độ sao? Hay ứng dụng chỉ vậy sao đi? Căng thẳng mệt mỏi phải làm sao đây? Hãy uống ngay trà xanh không độ, được làm từ trà thái nguyên giàu BCCC và vitamin C. Sảng khoái tìm đường khác để chiếu cùng nhau. Có trà xanh không độ không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Uống cho tốc độ thanh trà xanh không độ tăng lên cấp bậc anh chúng như tiên.
Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 30 tháng 9 mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 30 tháng 9, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Tấn Lộc, 32 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người. Bài viết khởi tố người chở thi thể người tình đến công an tự thú được đăng tải trên fanpage của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã nhận về nhiều bình luận từ phía bạn đọc như: "Thật là man rợ." Bên cạnh đó là nhiều bình luận khác như: "Khởi tố là đúng, quá ác độc. Sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?" Hay: "Chia buồn với gia đình nạn nhân." Ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên án vụ kế toán trưởng tham ô hơn 200 tỷ đồng mang đi đánh bạc. Bài viết tuyên tử hình một kế toán trưởng tham ô hơn 200 tỷ đồng khi được đăng tải trên plo.vn đã nhận được nhiều ý kiến bạn đọc như: "Thật kinh khủng với con số 200 tỷ. Ngoài ra còn nhiều ý kiến khác như: "Tham ô gì mà tận hàng trăm tỷ, kinh thật. Những kẻ này phải phạt thật nặng vào." Hay: "Tham ô đã đáng sợ, đây lên tận 200 tỷ. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay ngày 1 tháng 10 của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.